cái cái gì hết chỉ cái điện thoại thôi thì uh, chuyện nói sơ về uh, ở uh, Thiên Long Sơn 2 Houston mình gọi đó là Thiên uh, Thiên Long Sơn uh, Houston Texas hồi bữa lúc mà làm một cái bàn cúng á, thì trên màn trên hình nó thì có gửi lên Facebook với uh, mọi người biết à. thì mình cũng đơn sơ mình không có làm trịnh trọng gì nhưng Bên cõi vô vi đó hàng triệu vong linh của người mọi da đỏ ở dân bản xứ họ kéo về họ quan hô quá Thì à, lúc đó nhóm có việc sẽ sợ những cái vong linh đó Nó lẫn lộn chung với những cái người đời của mình cũng đông Thì à, nhiều khi nó hạp ai nó nhập vô nhảy cà tưng thì cũng kỳ Cho nên à, Kiệt mới khoanh, Kiệt với cái anh à, trong nhóm á Mới làm một cái vòng tròn và đốt cái lửa ngay giữa để họ ăn uống xong họ tập trung vô đó để cho họ đừng có đi đụng với người đời của mình rất là vui. Còn cái ngay chỗ cái bàn đó đó là ngay chỗ cái nhà của ông thổ địa đó, ông thổ thần đó đó, ông kêu đặt ngay đó quay về hướng đông bắc lại cha lại mẹ. Cho nên lúc đó lại về hướng đó là lại hướng đông bắc. Thì cảm ơn cha mẹ cho dân Houston cái mảnh đất thiên đó để mà sau này lưu truyền ở hải ngoại. Thì ông ông dặn vậy đó thì kiệt để cái bàn này đó thì những bước chân đầu tiên trong cái hình đó được hình như 50 chục người thì không có điếm thì những người sau này sẽ đi vào lịch sử lễ gọi là dặm dậm đất đó. nhận cái đất chứ không phải là lễ động thổ nha mình chưa xây dựng gì, mình chưa động thổ để nhận cái cục đất thôi như đất có chủ gì đó mà không phải một người chủ Mà toàn những ai là người Việt Đều là chủ của mảnh đất Của Thiên Long Sơn Cali Và mảnh đất Thiên Long Sơn Houston Nếu là con rồng cháu tiên Đều là chủ hết Kiệt chỉ là người Xin tiền của cha mẹ Tiền là cũng phải tiền của Kiệt nha quý vị Tiền của cha với mẹ của Phật Chứ cũng phải tiền của Kiệt Thì ai là người Việt Thì là có bổn phận Phải lo góp sức xây dựng Và để lưu truyền những thế hệ về sau dầu cho thế giới hiện giờ đang uh, xáo trộn bất an nhưng mà kiệt nhắm vào cái thế giới trong tương lai rất là phồn thịnh và đoàn kết nó không có giống như hiện giờ mình thấy cộng đồng bắc cali nát như tương cộng đồng nam cali uh, rã như đậu hũ cộng đồng houston uh, À, như là nồi à, à, Nồi thập cẩm Ở à, Đại Khái là Tự gì có những người Cũng là người Việt Nhưng họ không có thích người Việt Họ thích đảng Cho nên họ làm nát tất cả các cộng đồng trên hải ngoại Thì ai làm gì sẽ có nghiệp đó Và cái Cái nghiệp đó sẽ đến rất là lẹ Trong thời gian sắp tới Gọi là nghịch thiên á